cho mình
đêm là vui buồn tung lắng. Mẹ cầu cho tiếng người ước mơ đua mẹ nào ước thì cho mình đêm ngày buồn cùng lắm. Trưởng thành từ chương trình Áo Khôn Tuyệt Đỉnh Soca thì có thể nói rằng cho đến bây giờ chàng trai nhỏ này đã luôn luôn là một cái tên được mọi người yêu mến cùng với những ca khúc theo yêu cầu. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay cho tiếng hát của nam ca sĩ rất lâu, thưa quý vị. Dạ, và lời đầu tiên thì cho phép con rất lòng gửi lời chào đến tất cả các ông bà, cô chú, anh chị và các bạn có mặt tại phòng trà đồng giao tối hôm nay ạ. Và hôm nay thì con rất là vui khi mà có mặt đêm nhạc này và con chúc cho cô Thuận thật là nhiều sức khỏe nha cô ơi, để sống đời đời với con cháu nha cô. Và bài hát đầu tiên thì con gửi đến cho tất cả các tự nhạc cũng được mang tên Ngày Em Đi, một sáng tác của nhạc sĩ La Phương ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.